trong thì chạy ra thêm một chiếc tàu cũng khá là lớn nha các bạn. Nè, như là anh tàu tàu đò à. Phía bên đây nè các bạn. Kìa có kìa. Mình sẽ xem anh tàu biển này nha các bạn. Qua bên đây thì khá là xa rồi. Thank you.
tàu đang ra nha. Quá dữ rồi. Anh em chạy tốc độ khá dữ nha. Trên này thì mình thấy một anh tàu biển đang nhảy rất là dữ dội nha. Trời ơi khá là xa nha các bạn. Đang đi sóng ngược nha. Thấy một chiếc tàu cũng đang chạy rất là dữ nha các bạn. Wow. Quá dữ rồi. Chiếc này đang chạy vô bờ hay sao á? Rồi. Nhìn anh chào đậu rất là dữ nha các bạn. Oh,
tàu hình như là không yên luôn các bạn. Máy này hình như là đi câu mực hay là đánh lưới ghẹ gì nhé. Tàu này cũng khá thẳm nha, đang chạy vô nha các bạn. Ôi ôi, ở phía trước không hoành đi mà quan sát tiếp hay sao nè. Kìa, quá dữ rồi, trên nóc cũng có một anh nữa kìa. Rồi rồi, có đeo rồi chàng. Mấy này mấy anh đi quen các bạn, khá là hay luôn nha. Ôi ôi, sóng nó đưa lên đưa xuống. Bớt rồi nha. Một chiếc tàu cũng khá là nhỏ nha các bạn. Ngày 27 tháng 9 nha các bạn.
có cái trụ. Ghe anh đi biển thì cũng khá là khó khăn nha các bạn. Hiện tại thì anh đang chạy vô trong trong hồ.